Chào các bạn, hôm nay chúng ta luyện tập phát âm âm hát. Âm này đơn giản thôi, giống chữ hát trong tiếng Việt, nó không bao giờ xuất hiện ở cuối từ. Hát. 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 Had. Here. Here. Behind, behind, ahead, ahead. He doesn't have a head. He doesn't have a head. He. He. Have. Have. Head, head. He doesn't have a head. How should a human behave? How? How? Human. Human. Behave. Behave. How should a human behave? I don't know who's who in history. Who's? Who's? Who? Who? History. History. I don't know who's who in history.